chỉ là điều trị trùng giáp, nhưng mà tôi thì có sửa trong tên bài là điều trị nhiễm độc nhân tố, nó tổng quát và nó đầy đủ hơn nhiều. Và các bạn sẽ thấy là trùng giáp là khi nào nhiễm độc nhân tố mà do tăng sản xuất hormone giáp, nhắc lại. Sinh lý bệnh, nhắc lại sinh lý bệnh thông thừa cho một bài điều trị, nếu bạn nào không nắm thì cũng nên nghe lại. Có ba cơ chế, có ba nhóm cơ chế gây nhiễm độc da tố. Cơ chế thứ nhất hồi nãy đã đề cập rồi, còn gọi là cơ chế đúng nghĩa là từ giáp đó. Cơ chế thứ nhất và cơ chế thứ hai là người định là tăng tổng hợp và ống thích ngọt cộng một. Như vậy thì các tế bào tuyến này sẽ gì? Nó đặc điểm của nó là các tế bào tuyến nó sẽ tăng tổng hợp một môn. Bệnh sử trong trường hợp này sẽ kéo dài, cường giáp sẽ kéo dài, cái nhiễm độc chất tố nó sẽ kéo dài. Đó là đặc điểm của nó. Và thứ ba nữa là không thường là không gì, không tự ổn định nếu không can thiệp điều trị. Bởi vì nó có một gì, một cái quá trình, cái quá trình mà. Đây là nhóm nguyên nhân chủ yếu, cái nguyên nhân chủ yếu của Basdo, chủ yếu của Basdo, của ưu giáp đa nhân hóa độc, của ô độc giáp, đó là những cái nhóm nguyên nhân chủ yếu. Thứ hai là không tăng tổng hợp nhưng mà tăng các món thích. Thì các bạn biết rồi, trong một môn giáp các cái nang tuyến thì nó có một cái lượng hợp môn dự trữ. Khi nào có một nguyên nhân nào đó mà gây phá hủy bộ tuyến, ví dụ như phẫu thuật, ví dụ như viêm tại tư giá, ví dụ như xạ trị, thậm chí do thuốc, nhà hàm nhiều rồi, thì nó sẽ gây hủy hoại bộ tuyến và nó sẽ gây phóng thích hồ hạt cái nồng độ hormone con giáp vào trong máu và nó gây nhiễm độc nhân tố, gây nhiễm độc nhân tố. Như vậy thì đây là cơ chế của những bệnh lý nào nè, cơ chế của những bệnh lý nào đó. Đầu tiên là nhóm bệnh lý viêm viêm giáp. Tất nhiên trong chương trình này thì không có dạy bài viêm giáp, thì đó một cái ý viêm giáp là một cái nhóm bệnh lý nhiều, có viêm giáp cấp, bán cấp và viêm giáp mãn tính. Đó. Thứ hai đó là xạ trị. Xạ trị không phải riêng xạ trị tại viêm giáp đâu các bạn nhé. Ví dụ điều trị một ung thư vùng đầu mặt cổ, ví dụ ung thư vòng họng, ung thư amidan, tôi nói ví dụ như thế nè, là ung thư đó của sàn sọ đã có xạ trị, thì những cái xạ nó sẽ có thể ảnh hưởng tới viêm giáp mà nó gây phá hủy mô tuyến và nó gây phóng thích nồng độ hormone vào. Thuốc và cái cơ chế gây nhiễm độc dân tố thứ ba đó chính là sử dụng quá mức hoặc một giấc ngoại sinh. Có nghĩa một con giấc ngoại sinh thì nó chủ yếu là hiện nay trên thị trường khác nhất là trong bài suy giáp, và các bạn sẽ thấy chủ yếu nó chỉ là levothyroxine thôi, levothyroxine đó. Còn những cái như là một tinh chất tuyến giáp rồi đó, rồi T3 rồi đó, thì bây giờ một trên thị trường nó có nên nó đang gặp lại. Thì như vậy còn gọi là giáp giả, tức là cường giáp ngoại sinh nhờ cường giáp hay là giáp giả. Như là cái này, bệnh nhân có thể sử dụng levothyroxine trong những trường hợp sau. Đó, một là điều trị ưu giáp đơn. Ưu giáp đơn ở đây các bạn nữ trẻ, tôi tin trong số này ngồi của mình là có những bạn có ưu giáp đơn. Có ưu giáp đơn thì gặp khá phổ biến ở nữ trẻ, đúng không? Và khi đó khi mà lớn thì các bạn là có nhiều bệnh nhân thì có yêu cầu điều trị, thì bác sĩ điều trị cũng đúng pháp đồ chứ không phải là không, tức là vẫn kê lớn là bồ chì rộng. Mục đích của nó là để làm gì, làm không cho ức chế, là ngay một cái tiết bét âm để không cho gì mà không cho phát triển thể tích tuyến, đúng không? Nhưng mà trong trường hợp mà sử dụng quá liều, đa số cơ địa người Việt Nam mà xài trên 100 microgram một ngày thì sẽ có triệu chứng cường giáp. Và trên những cái cơ địa mà nhạy thì chỉ uống nửa viên thôi là bệnh nhân đã gì, đã xuất hiện được cái cường giáp, nó run tay lòi lòi, đã gầy sút, đã mất ngủ, khó chịu, bứt rứt, vân vân. Đó. Thứ hai là sau mổ và các tuyến giáp còn vòng để mà điều trị cai giáp, để điều trị như là ưu giáp đa nhân hóa độc, thậm chí để điều trị Basdo. Thì như vậy thì sau đó mà bệnh nhân suy giáp thì lại phải bổ sung lớn là một điều đó xuống cuộc đời, đúng không? Nhưng vấn đề là tính toán liệu liều lượng, nếu liều mà quá thì không. Có một cái nữa, cái này tôi cũng đưa vào để cho các bạn sẽ thấy thực tế, đó là cho truyền khẩu. Thì hiện nay
lâu nay thì ở Việt Nam có một cái gọi là chiêu của mấy quý vị thì cái đó này tùy thôi. Người ta nói họ mua nhất thì có cơ chế là tăng chuyển hóa cơ bản, đúng không các bạn? À, do đó thì lại sử dụng để điều trị béo phì thừa cân. Đó. Thì tất nhiên không ai đi sách vở của mình học tay như thế này chuẩn thì không ai đi xài như vậy. Nhưng mà đó là gì? Món thuốc truyền khẩu bên ngoài. Một số thì nói chung là một số tôi cũng nghe nói là một số người trong ngành của mình nhất là càng xa mặt trời thì là vẫn còn sử dụng. Và các bạn cẩn thận, tôi không loại trừ khả năng trong gì trong các thuốc giảm cân trên thị trường hiện nay nhập khẩu từ đâu ta? Trung Quốc. À, lại Trung Quốc, đúng không? À, của chính hãng đấy, Trung Quốc. Thái Lan, Mỹ thì tôi không loại trừ có độn vào, bởi vì khi mà tiếp cận bệnh nhân thì bệnh nhân lại than phiền triệu chứng như là gì, à, như là uống là một cái đó thì mình cảm nhận thấy mình không có định điều kiện để định lượng được, đúng không? Có ba định tính được nên mình không khẳng định, nhưng có thì có độn nó là không loại trừ khả năng đó. Rồi những gì bạn nghe các bạn nghe. Như vậy thì những cái trường hợp phụ nữ thì đúng là uống thì giảm cân lâu thì cũng có thể có giảm chút ít. Nhưng mà cái gì bệnh nhân nhạy thì lại, nhất là nữ trẻ thì lại dành rất nhạy của họ không giá. Thì lại gì? À, lại xuất hiện triệu chứng của trường giá. Như vậy thì trong trường hợp này, hẳn nhiên theo ý của các bạn, điều trị một ca mà giáp giả như thế này thì ý các bạn sẽ làm gì? Panasonic. Có nghĩa là họ tiếp tục uống mà giảm được thuốc. Nhưng mà trong trường hợp ví dụ như là đang điều trị giảm cân như vậy thì sao bạn? Nghỉ không uống nữa à? Rồi. À, như vậy là theo bạn là giảm được thuốc rồi. Đúng rồi, lát nữa sẽ cho cầu thang của trong xe. Mày vừa bị đá ở đường mà vừa suy giáp nên hỏi. Rồi lại bắt la như mà bảo lên. Bạn nào đây sử nhất này sao nó thấy sao nó bị sao nữa rồi. Và như vậy thì nhắc đi nhắc lại với các bạn là như vậy thì tóm lại qua các cơ chế bệnh sinh như vậy, người làm lâm sàng mà nhận dạng được cái nguyên nhân thì khi mà người làm lâm sàng mà nhận, tức là hiểu chẩn đoán được cái nguyên nhân và hiểu được cái cơ chế bệnh sinh thì sẽ tự khắc là sẽ có mình, giống như các bạn sẽ học bài và các bạn sẽ tự khắc là mình sẽ lựa chọn cái biện pháp điều trị thích hợp. Đặc biệt thích hợp là một trường hợp bệnh nhân nữ khoảng 70 tuổi, à,
14 năm trước ấy, thì bà con mổ cắt tuyến giáp một lần, cái nhìn kỹ đó thì các bạn sẽ thấy có cái sẹo này, bà mổ cắt một phần ở bên vị phải. Bây giờ thì bệnh nhân lại vào viện với triệu chứng tuyến giáp thì rõ nhưng mà rất tốt, mà không khó để chẩn đoán đây là một ca tuyến giáp đã nhầm hóa độc tái phát và là tái phát. Thì sau đó điều trị mổ cho bà cái nạc bình giáp, thì sau đó chuyển xuống ngoại rồi mình lại phẫu thuật lần hai cắt tuyến giáp lần hai. Cái này thì lúc này là trước khi phẫu thuật các bạn, thì nếu mà cái nhìn kỹ thì các bạn cũng không khó để nhận ra đây là một gì, một cái tuyến giáp thai nhân. Nó cái bề mặt nó đổ nhổ như thế này và kháng rất dễ, rất điển hình. Theo bạn, ca thứ hai ông cụ này là gì? Ai cho biết thử quan sát đi. Trước hết tuyến giáp đó là một tuyến giáp gì, cái mờ quá là bạn. Còn nếu mà nhìn rõ thì tôi hỏi, còn nếu mà cảm thấy mờ quá tôi nói luôn. Mờ. Đó là một trường hợp tuyến giáp. Cái này không có liên quan gì tới tuyến giáp. Thực tế mặc dù ông cụ này thì mình nhìn mắt có vẻ như lồi nhưng mà thật ra không. Còn lồi tôi vẫn đưa vào để cho các bạn nhận. Cái cảm nhận đánh giá lồi mắt nó cần khách quan. Nếu mà mình ông cụ như thế này nhưng mà lại là mắt gì mà coi như là mắt gọi là thuộc về sáng và bắt thước ở người lớn tuổi chứ không có gì nữa. Còn đây là một cái tuyến giáp đơn, ông chung sống nhiều năm với một cái tuyến giáp đơn là tỏa không nhân không mà không có gì cả cần biết. Đây là những ca khác đó, các bạn thấy nhìn những bệnh nhân nữ mà basido mà lâu ngày, những ca này những ca đa số là bệnh lâu, ba ca nữ này tôi nhớ là bệnh lâu, bệnh nhiều năm, thì các bạn sẽ thấy gì, hốc ha rụng to, mắt lồi, cái này lồi rõ thôi, cái này thì lồi mắt, bốn ca này bốn ca lồi mắt đều rõ ha, và gầy rất là gầy đó. Rồi các bạn thấy cái dấu gì đây, dấu này gọi là dấu gì, dấu gì, dấu phù nghi mắt, tức là phù nghi đó, đó dấu phù nghi của nghi mắt này, thì dấu này nó đầy thì mắt. Rồi ca này cũng vậy, ca đây thì ca này một thanh niên trẻ mấy tuổi lồi mặt rõ. Rồi thôi bây giờ nó thực sự vào bài đây, đó là nhắc lại, tại vì nếu không nhắc lại thì tôi nói rồi các bạn cứ bôi trong cái đống thuốc và trong đống cái gì đó. Thì vào bài về các biện pháp điều trị thì có ba biện pháp, ba cái nội dung, ba cái nhóm. Thứ nhất là điều trị nội khoa bằng thuốc, thứ hai là xạ trị với gói phóng xạ, và thứ ba là phẫu thuật. Đi đầu tiên là về điều trị nội khoa. Trong nội khoa thì có các cái nhóm thuốc này, thứ nhất quan trọng nhất vẫn là cái nhóm thuốc kháng giáp tổng hợp, thứ hai là y ốt vô cơ, thứ ba là nhóm ức chế về tai dầu cảm, thứ tư là các cái thuốc khác. Đầu tiên là nhóm kháng giáp tổng hợp chloramine thì có hai phân nhóm là nhóm chloracin và nhóm imidazole. Trong mỗi nhóm như vậy thì nó có những cái hoạt chất. Trong cái chloracin thì nó có ba, chứ nó còn có cái methylchloracin ở trong cái bản mà tôi chưa đưa vào đây, thì nó thuốc nó cũ quá rồi, trên thị trường hiện nay ở Việt Nam không có nữa. Chứ còn lại phổ biến nhất chính là hiện nay trên thị trường và các bạn đi lâm sàng sẽ thấy đó là BPO đó, tức là methylchloracin, đó là cái thuốc mà phổ biến nhất hiện nay của nhóm phần nhóm này. Thứ hai là nhóm imidazole. Phần nhóm imidazole thì có metimazole và carfilzomib. Hai thuốc này, carfilzomib là đời đầu, sau đó thì người ta tổng hợp lên cái metimazole là một cái tiền chất mà không chuyển hóa qua gan để nó tránh cái tác dụng phụ trên gan của carfilzomib. Do đó thì hiện nay phổ biến của imidazole thì là sử dụng cái metimazole ở trên lâm sàng này là phổ biến nhất. Tên của nhóm thuốc này thì nó có nhiều tên. Tiếng Anh thì nó có hai tên, và nó gọi là antithyroid drug, tức là các thuốc kháng kháng giáp antithyroid drug. Còn hoặc là thứ hai nữa là tên nhóm chung của nó là chloramine, chloramine. Thì các bạn nên biết tên nhóm, nên biết tên nhóm. Cơ chế tác dụng chủ yếu nó ức chế ở các khâu của tổng hợp bộ phận giáp. Thứ hai là nó có thể có tác dụng ức chế cái kháng thể kháng giáp, tức là kháng thể kháng giáp là các bạn biết rồi, đó chính là cái TSC hay còn gọi là TLRHP, tức là cái kháng thể mà
thì từ kháng thể mà nó thay vai trò của tế sát, nó kích thích gì các cái receptor của tế sát để mà gì tăng tổng hợp, tăng hoạt động của tế bào bảo vệ. Riêng BTO thì nó có một cái tác dụng này, tác dụng là nó ức chế biến đổi T4 thành T3 ngoại biên. Do đó trong những trường hợp ca cường giáp nặng, nghe đây, những ca cường giáp nặng và cần điều trị nhanh, tác dụng nhanh thì xu hướng người ta lựa chọn bé về T4 hơn là cả metimazole, rồi hơn là metimazole. Như trong điều trị bỏ giáp thì là dùng BTO, không có dùng metimazole. Cái giai đoạn tấn công thì thường 4 đến 6 tuần. Giai đoạn tấn công được định nghĩa là từ khi khởi trị cho đến khi đạt bình giáp, mà bình giáp được xác định bằng xét nghiệm gì? Bình giáp được xác định bằng xét nghiệm gì? FT3. Cũng nghĩ FT3 không có. Bình giáp được xác định bằng chính FT4. Khi nào FT4 trở về bình thường thì đó là bình giáp một cái hơi thay đổi bình giáp. Sau đó chuyển qua giai đoạn duy trì thì giảm cái liều tấn công từ từ cho đến khi hết. Thấp nhất có thể, đến khi thấp nhất có thể. Thường cái đạt bình giáp thì nhanh nhất là 4 đến 6 tuần. Còn cái hiệu quả của kháng giáp tổng hợp thì nó phát huy tác dụng là sau 1 đến 2 tuần, nhanh nhất cũng là gì? Gần 1 tuần. Nhanh nhất cũng là gần 1 tuần. Do đó có một cái điều là bệnh nhân cường giáp mà vào nhập viện than vãn thì các bạn đừng có kỳ vọng là chỉ cho mỗi kháng giáp tổng hợp. Mình không có kỳ vọng để cho mỗi cái kháng giáp tổng hợp mà ổn định triệu chứng nhanh cho bệnh nhân được. Ví dụ bệnh nhân không có rễ, tôi run tay quá, tôi hồi hộp quá, tôi khó ngủ quá, tôi bứt rứt, tôi nóng nảy quá. Thậm chí các bạn có biết là có những người mà họ chạy, tức là cường giáp á, mà người ta chịu đựng ở nhà không nổi, người ta chạy đi cấp cứu thường vào cái giờ nào nửa đêm, không thể nào ngủ được, là bứt rứt rất là, và người ta